Hi, xin chào các bạn và các em. Rất vui hôm nay chúng ta được gặp nhau và bàn về chủ đề giao thoa sóng cơ. Chúng ta vào nội dung của đề bài. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha với tần số F là bằng 50 Hz. Khoảng cách giữa hai nguồn O1 và O2 là 12 cm. Biết tốc độ chuyển sóng trên mặt chất lỏng là 200 cm trên giây. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O1 O2 nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa bán kính là 4 cm, số điểm dao động với biên độ đại trên đường tròn đó là A 12, B 10, C 8, D 5. Trước khi vào phần lời giải, chúng ta xem một chút về đề bài. Theo đề bài, người ta tính được bước sóng thông qua vận tốc V và tần số là F. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể biết rằng khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ đại là tương ứng với lambda trên 2. Như vậy, ta biểu diễn các giá trị đại trên đường tròn thì dễ dàng chúng ta sẽ tìm được ra kết quả. Chúng ta cùng vào phần lời giải chi tiết. Bước sóng lambda V trên F tính bằng 4 cm. Với điểm này là tâm của đường tròn. Khi đó, chúng ta dễ dàng tính ra đoạn này bằng 2, đoạn này bằng 10. Vì ở đây chúng ta biết được rằng bán kính của nó bằng 4 cm. Ta biết khoảng cách giữa hai điểm cực đại liên tiếp thì bằng một nửa bước sóng, nên ta có thể biểu diễn trình vẽ như sau. Tại đây là một cực đại. Khoảng cách từ đây đến đây là tương ứng bằng 2, tức là bằng một nửa bước sóng. Và tiếp theo từ đây đến đây thì ta được hai cực đại nữa. Như vậy, căn cứ theo hình vẽ thì ta có được 1, 2, 3, 4, 5 cực đại. 5 cực đại cắt đường tròn tại 8 điểm. Kết luận có 8 điểm dao động với biên độ cực đại. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong buổi học tới.